đứa chạy để đỡ tốn một chuyến. Có thể đánh một phát để trách ngay được không? Để đánh trong một thời gian dài để tăng một chiến lên và làm các nhiệm vụ. Ngoài đánh đi con có thể phải ra đánh móc nữa. Thế mình sẽ chọn một trong ma boss trên tình huống chiến đấu. Lúc này có thể chọn đánh móc 3 lần mỗi người. Đánh mãi mà không có tiếng nói nào. Nếu không quá thì tôi nhìn thêm một cái thích đơn. Mình thắng một chút ạ. Mình sẽ sang đường khác đi tìm các con quái khác. Thiết quyền nữ nhi. Đây là yêu quái cấp 290. Mình sẽ cùng các bạn đánh những con quái này nhé. Yêu quái gây đỡ hơn vào chút từ đây, không đâu bằng chút từ đây. Nhưng mà lực sát thương thì mình thấy là cũng mạnh. Nhưng mà đang rất là hot trên thị trường game, phụ trang kiếm nhiều kỹ năng hơn nữa. Tình cờ mình đang không gặp được cái game này, mình đã tự chơi, mình cảm thấy chơi game thật sự là vui. Game thì cho người chơi cảm giác là đúng bạn đẹp mắt mà trông như thật. Mình mọi thứ có trong phim phụ trang rất là nhiều, mình cứ ước là mình sống trong cái khung cảnh như thế. Và nhiều game này đã mang lại cho mình trải nghiệm như vậy. Bây giờ mình sẽ đi nhận thưởng và tăng cường hóa cho nhân vật của mình. Mình sẽ cách vào cường hóa nhanh. Bạn đi tăng cấp bảo thạch. Bảo thạch của mình thì đã được tăng cấp lên là cấp 4 rồi. Mình bảo thạch cấp 3 nữa. Mình sẽ tăng cường dần dần. Bậc sủng vật thì sủng vật sẽ lên mạnh hơn người. Mình vừa nhận xong quà tặng cho sủng vật, bây giờ mình đi sang trang bị nhân vật của mình. Trang bị này mình không dùng đến cái việc để sẽ bán nó đi.